Vâng, A Châu xin kính chào các bác nhé. Hiện tại A Châu vẫn đang ra sức sản xuất nướng bẫy chim cho các bác đây. Một ngày hơn 100 tấm cho nên A Châu cũng đang rất là mệt nhưng mà cũng rất là vui vì các bác đã ủng hộ và mua hàng của nhà A Châu. Cũng đã yêu thích và sử dụng rất là nhiều lần của nhà A Châu, mua đi mua lại rất nhiều lần thì A Châu cũng rất cảm ơn các bác nhé. Hiện tại nhà A Châu vẫn đang phục vụ cho các bác tất cả các loại mắt nướng từ 3 phân đến 8 phân nha. Sợi rất là dai, sợi hàng nhập khẩu Thái Lan. Mắt không chạy mắt nha, đây A Châu đang kéo căng lưới, vằn cả tay, cũng không thể nào mà bị giãn mắt hay là bị bung mắt, lỗ mắt. Các bác cứ yên tâm về sợi lưới của nhà A Châu nhé. Ở bên trên, A Châu cũng thắt dây chống gió với hàng sợi dù Thái Lan, hàng sợi rất là dai. Và A Châu cũng thắt rất là cẩn thận, chia rất nhiều thịt nướng cho các bác, nên các bác cứ yên tâm là độ dính của thịt nướng rất là cao. Và A Châu có rất nhiều mắt nướng từ 3 phân đến 8 phân. Đây, mắt nướng A Châu đang cầm trên tay đây là mắt nướng 3 phân, bẫy tất cả các loài chim đa năng nha các bác nhé. Với mắt lưới này các bác có thể bẫy được các loài như là trào mào, di, xẻ, khuyên, sáo, trao chảo, ngũ sắc, hút mật, chè, lửa, sơn ca, họa mi, trích chè, vàng anh, các loại. Tất cả các loại chim luôn các bác nhé. Chiều cao A Châu có 5m và 7m. Và đẳng cấp chơi lưới chim là sợi càng mảnh càng tốt nha các bác nhé. Sợi càng mảnh càng dai càng tốt. Đấy là loại dính chim nhất các bác nhé. Đấy, các bác muốn kích thước như thế nào cứ alo cho A Châu. Và các bác muốn bẫy cái loại chim nào cứ alo cho A Châu, A Châu sẽ tư vấn cho các bác cụ thể từ A đến Z, các bác yên tâm nhé. Làm qua một tay nha anh em. Còn đấy nữa. Tay ngoài kia bên trước nữa. Vâng, và ngoài lưới bẫy chim ra thì A Châu cũng sẽ cung cấp cho các bác tất cả các loại keo bẫy chim các bác có thể sử dụng để các bác bẫy từ chim nhỏ đến chim lớn nha các bác nhé. Và đây là những cái mẫu keo chống nhiệt tuyệt đối, các bác có thể đánh ngoài trời thoải mái và không bị cháy bị nhớt các bác nhé. Có 3 loại keo mà A Châu đang cung cấp, đó là keo vàng, keo xám và keo đen. 3 loại này đều dính chân và không dính lông, chống nhiệt rất là tốt. Các bác có thể vào kênh của A Châu để xem chi tiết hơn. Và A Châu cũng sẽ cung cấp cái chạc chữ V để các bác quấn keo bẫy chim, để các bác treo lên cột điện nha các bác nhé. Cái chạc chữ V này sẽ bao gồm là một bộ chữ V và hai cái thanh 1m2 để các bác có thể quấn keo vào hai cái thanh này nhá. Và các bác sẽ gắn cái chạc này vào đầu sào. A Châu cũng cung cấp sào bẫy chim để phục vụ cho các bác, để các bác giăng lưới chim nhá. Cái sào này thì các bác có thể là căng lên để các bác treo lưới chim này, các bác quấn keo bẫy chim này, hay các bác là treo lồng chim này. Có rất nhiều tác dụng của cái sào này. Sào này được làm từ inox, chống gỉ tuyệt đối, các bác có thể là đánh ngoài trời thoải mái. Sào thì em có các loại chiều dài từ 3m đến 9m. Thì các bác có nhu cầu thì cứ alo cho A Châu nhá. A Châu có rất nhiều phụ kiện đánh bắt chim. Các bác cứ alo cho A Châu, A Châu sẽ tư vấn cho các bác lên chọn sản phẩm nào phù hợp để các bác bẫy các loài chim mà các bác muốn bắt nhá. Vâng, A Châu cảm ơn các bác đã xem video.